Về quê chơi, được mẹ yêu dẫn đi chợ, mua quá trời đồ ăn luôn, mà món nào mình cũng thích hết trơn á. Hai, buổi sáng ở quê thật là trong lành luôn á. Không hiểu không sao, mà mỗi lần về quê chơi, toàn là ngủ thức sớm không à. Không có ngủ nướng như ở trên Sài Gòn, đang đứng tập thể dục quẹo qua quẹo lại. Thấy mẹ yêu chuẩn bị xách xe đi đâu kìa, mà có cái giỏ nữa. Chạy ra kêu mẹ liền, mẹ ơi mẹ đi đâu vậy? Mẹ nói mẹ đi chợ. Dĩ hả, cho con đi theo với, đỡ con xíu đi lấy cái nón. Cho con đi theo chơi với nha, hứa là không có mua cái gì ăn đâu, chỉ cầm cái giỏ xách thôi. Thế là mình được mẹ cho đi theo đi chợ rồi đó. Tự nhiên cái khúc này nhọn thấy cái hình ảnh mình hồi lúc còn nhỏ ghê luôn á. Hồi nhỏ thấy mẹ xách xe vừa chuẩn bị đi chợ là đòi đi theo, nhưng mà lúc đó còn nhỏ mẹ đâu có cho đi theo đâu, cái khóc ẹ liền, khóc ẹ xíu mà là mẹ cho đi theo liền đó. Rồi vậy là hai mẹ con của nhọn tung tăng đi chợ buổi sáng. Nhưng mà bầu trời buổi sáng hôm nay không có được đẹp vì đang chuyển mưa, hai mẹ con cũng tranh thủ dữ lắm để đi chợ mau mau về để không to bị mắc mưa là lạnh dữ lắm luôn. Nhọn chỉ là đi theo chơi thôi mọi người, tại vì thích lắm, đi theo cầm cái giỏ tè tè ngoài sau vậy đó. Còn mẹ mua cái gì thì mua, chừng nào mẹ mua xong thì xách cái giỏ lại cho mẹ bỏ đồ vô giỏ. Lúc đầu mẹ nói đi theo đi chợ là không có đợi mua cái gì ăn đó nghe, cái cũng la dạ dạ con biết à mẹ ơi. Vừa bước ra tới chợ đi theo mẹ mua mấy con cá với lại đồ về nấu cơm, xong rồi cái hai mẹ con quẹo qua cái cua bên đây nè, thì gặp cái cô này bán hai cái mâm xăm giò bự chà bá, ngoài mấy cái bịch xăm giò ra thì còn có bánh lọt xương sa xương sáo. Trời ơi, mấy cái món này là hồi nhỏ nhọn thích dữ lắm luôn á, nhưng mà bây giờ lớn rồi nhưng mà vẫn còn thích ăn đó nghe. Cho nên là đèo bồng mẹ mua cho con vài bịch đi. Cái mẹ nói hay quá ha, hồi nãy là không có mua cái gì ăn rồi đó, mà bây giờ gặp người ta bán cái này thấy ngon quá, chơi luôn ba bọc, một bọc bánh lọt, một bọc xương sa với một bọc xương sáo, quá là đã luôn. Ấm lòng phút nhọn chuyến này rồi, mua được mấy cái món của mình thích rồi, bây giờ cũng tò tò theo chân mẹ để coi xem mẹ mua thêm cái gì nữa đây. Thì mẹ mua thêm một ít trái cây với lại một bọc bún, hình như cái này là bún cá hả vậy nè. Thấy cô này múc mà thơm quá trời luôn, mẹ mua bọc bún xong rồi mẹ ra đây lựa thêm một tí rau sống nữa, chắc chút dạng với cá chiên hả dạ. Trời ơi, ta nói ha, cái giỏ xách lúc nãy mới đi á, nó nhẹ hiệu nhẹ tăng luôn. Mà bây giờ mọi người coi nè, đi vòng vòng chợ có xíu mà mua một đống đồ luôn. Nhọn cầm nhọn xách đi tò tò theo mẹ mà muốn quẩn cái tay luôn, tại vì đựng đồ cho rồi nó nặng dữ lắm. Giờ là mua đồ xong hết trơn rồi nè, hai mẹ con đi về nha. Tính ra về quê đi chợ á, thích lắm luôn, tại vì chợ ở quê nó sẽ có nhiều sự lựa chọn cho mình, có rất là nhiều món ăn ngon, nhiều nhất là các món ăn tuổi thơ đó mọi người, quá khứ là đồ ăn luôn. Rồi bây giờ hai mẹ con của nhọn cũng đã đi chợ về rồi nè. Nhọn tưởng bọc bún cá là mẹ mua để mẹ ăn sáng, nhưng mà không có phải nha, bọc bún cá là mẹ mua cho nhọn để cho nhọn ăn sáng. Chàng ơi, ta nói yêu mẹ yêu hết sức vậy á. Giờ lấy cái tô ra cái bàn rồi đổ bọc bún cá ra mình ăn sáng nha. Vừa đổ bọc bún cá ra ta nói thơm nực nồng cái lỗ mũi luôn. Bún cá ở dưới quê ăn ngon dữ lắm, ở trên Sài Gòn ăn cũng ngon nữa nhưng mà không có hợp khẩu vị. Về ở dưới quê ăn bún cá người ta có để ngải bún, cho nên là ăn nó thơm nó ngon hơn nhiều lắm. Nhọn quất xong một tô bún hãy cứng ngắt cái bụng rồi đó, nhưng mà thấy bọc xương sa xương sáo như là bánh lọt cũng thấy thèm quá, tính để chưa mới ăn mà thôi giờ quất luôn đi. Giờ là nhọn sẽ đổ bịch xương sa xương sáo cho mình ăn trước ha, còn bịch bánh lọt thì để đó đi chưa mình ăn sao. Giờ là cho cái nước đường với lại nước cốt dừa vô cái xương sa xương sáo nè, cái này nó đang lạnh sẵn không cần bỏ đá cho thêm, như vậy là ăn được luôn rồi đó. Ta nói mấy cục xương sa ăn nó thơm thơm, còn mấy cục xương sáo ăn nó giòn giòn sực sực, ta nói ăn nó ngon dữ lắm luôn á nghe. Nhọn mà ăn hết cái tô xương sa xương sáo này nữa là chắc cái bụng của nhọn nó cứng ngắc luôn á. Mình ăn sáng cho nó bụng xong xuôi hết trơn rồi là mình còn một công việc này rất là quan trọng phải làm nữa. Nhọn nghĩ là cái công việc này là các cô chú anh chị nào mà ở xa quê lâu lâu về quê là cũng sẽ làm y chang nhọn luôn á, chắc chắn luôn á nha. Đó chính là mang trái cây đến nhà nội với nhà ngoại để thắp hương cho ông bà, tại vì nơi đó là ông bà tổ tiên của mình, nơi của mình được sinh ra nữa chứ. Hoặc là có thêm một tí trái cây gì nữa đó để dâng lên cho ông bà ăn cùng với mình, cho nên lúc nào nhọn cũng nhớ đến hết. Mỗi lần về quê là nhọn sẽ lại để thắp nhang cho ông bà, cầu mong ông bà sẽ độ cho mình thật nhiều sức khỏe và bình an. Như thế là đủ rồi đó mọi người.